Dạ, kênh Bonsai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh. Hôm nay kênh xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị đến giao lưu với điểm cây giao lưu cây kiển của anh Sang ở xã Tân Hòa, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, ở dưới chân cầu Cái Dứa. Đây là cầu Cái Dứa ngay chân bưu điện xã Tân Hòa đó cô chú anh chị. Đây là anh Sang. Chào anh Sang ơi. Chào Khánh. Cảm ơn bà con đã ủng hộ em thời gian qua. Hôm nay em có hai nhóm mặt hàng giao lưu: mai vàng và cây sọp. Nơi đây là chân cầu Cái Dứa, Tân Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp. Số Zalo của em là 0936763761. Xin phép liệt cây mai bán thành phẩm. Mai mã số đầu tiên là mã số 11. Mã số 11. Cao ước lượng khoảng 150 kể 130. Rồi, cao khoảng 130 ha. 130. Cái cây này nó có một cái điểm nhấn là có cái quai bình này rất hay. Điểm nhấn thứ nhất là có quai bình. Thứ hai là nu. Nếu lấy hoành thân điểm này là 56 cứng. 56 cứng điểm này. Điểm này 56 luôn. Để nôm ha. Nếu lấy cũ rồi điểm này là 111. 111 điểm này. Cái này rất quá. Rễ sát sát cái dành bầu. Hai gan. Ba gan ngữ. Ba gan ngữ là 70 cộng 150 là nồi là 220. 220. Cây rễ nôm. Rễ bự. Bộ đế nôm ha. Rễ bự. Rễ bự. Rễ bự. Ghế to. Này là đó chắc áp vô quá. Áp dính luôn. Thành nhà dân áp rất lâu dính luôn. Thành một cái quai bình. Giống như là hai thân ha. Hai thân là hai thân dính nhau. Cái này là mà một cốt nha, cái này cái nhánh. Rồi. Cái cành số 1. Điểm này là 36. Rồi. Điểm này là 33. Rồi, 33. Cái quai bình lớn hơn ngón tay cái. Rồi. Mã số 11. Giá bán là 24 triệu bao ship 200 km. Mã số 11 24 triệu bao ship 200 km cô chú anh chị ơi. Đây 12 đây. Mã số 12. Ở xa cho chiều cao luôn nha bạn, bạn khách. Rồi. Cao 150. Cao 150 ha. Rồi, cao 150. Mặt cắt. Hoành thân điểm này 34 kẻ 32, tại cái này nó gần tới cũ rồi. Rồi.
34 cứng. 35, 35 mình kể 32 thôi, tại cái này là nó gần tới cũ rồi, hoành thân 32. Rồi. Mã số 12. Giá 1 triệu 6, bao ship toàn quốc. 1 triệu 6, mã số 12. Mã số 13. Một cây dáng nghiêng. Cao là 130. Cao 130. Ở trên này có mặt cắt. Đây có mặt cắt. Hoành thân là 32 yếu. Rồi, hoành thân 32. Ở dưới này lớn hơn nhiều. Mã số 13. Giá 2 triệu bao ship toàn quốc. 13, 2 triệu bao ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. Mã số 14. 14 là một cái sọp ha. Cái sọp. Cao 110. Cao 110. Rồi. Hoành 39 cứng. Hoành 39. Hết thước luôn. Hết thước lấy điểm này. Tổng đế là 1,5 m. Ở trên này có cái lỗ. Có lỗ. Có lỗ. Rồi. Cây này đế rất khá, cây sọp. Mặc dù tên gọi cây sọp nó cũng không hay mấy, nhưng mà cây này rất rất khéo nha bà con. Mã số 14. Giá 1 triệu 2, bao ship toàn quốc. Rồi, cây sọp mã số 14 giá 1 triệu 2. Ủa, đúng không anh? 3 triệu mấy nữa. Anh coi kỹ. Xin lộn, xin lộn. 3 triệu 2. Dạ, mã vậy là đính chính là cô chú anh chị là mã số 14. Cây sọp. Dạ, dạ, xin lộn. 3 triệu 2. 3 triệu 2. Bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc. Mười lăm mai xù. Mã số 15. Mai vàng miền Tây, không thấy mặt bông. Cây này rất cổ già nha bà con. Một cái cổ thân rất là bự ha. 18. Gót ngọn 18. Xù hết. Tỷ lệ xù khoảng 70%. Nó lại giống như cái mặt. Ở trong này trống nhưng mà có lót. Có lót hết. Eo điểm này là 53. 53. Dòng eo 53. 62. 62. Cũ 62, hoành thân 53. Đế quái ha, nhõm nhõm lên ha. Cây này rất già.
Anh đo tổng đế không anh, hay là đường kính mặt bầu gì đó? Cao hả? Cao 64. Cao 64. Ghế sát mặt bầu một gang, hai gang, ba gang rưỡi, 7-15 là 220 là tổng nồi. 220 tổng nồi. Tổng nồi 220. Mai vàng miền Tây không thấy mặt bông. Cái này đế, đế nở, đế nạt. Quấn dây có chạy nhẹ mà em chưa có xử lý keo. Chưa xử lý keo. Rồi. Cái đường xù này nó gồ rất cao. Mã số 15. Giá 17 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 15 17 triệu cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc. Phôi mai vàng miền Tây không thấy mặt bông, mã số 16. Ở trên này có cái điểm điểm chặt. Cao là 42. Cao 42. Điểm này là 24. Rồi. Hoành 34. 34. Rồi 34. Cũ là 38. Cũ 38. Cây này nu già. Nu già. Có cái nhịp cong chữ C này cũng rất hay. Mã số 16 giá bao triệu bao ship toàn quốc. Một nơi đây là chân cầu Cái Dứa, Tân Hòa, Lê Dung, Đồng Tháp. Số Zalo của em là 0936763671. Mã số 17 Phong là có trên tiêu đề của video hả cô chú anh chị. Mã số 17. Cao 48. Cao 48. 29. Ba mươi bảy. Rồi. Cũ 37. Hoành thân 29. Mã số 17. Giá 1 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, 1 triệu mã số 17 của chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Mã số 18. Ở trên đây có một điểm sam. Cao 46. Cao 46. Hoành 37 kẻ 35. Rồi, hoành 35. Để quái luôn ha. Coi như hình dạng con thú đi. Hai cái chân xổm lên. Mã số 18. Giá 1 triệu 2 bao ship toàn quốc. Mã số 18 1 triệu 200 ngàn đồng bao ship toàn quốc. Mã số 19. Cây bonsai lùng. Được. Ở trên này có mặt cắt 5 cành ha. Cái cây này nó đang hiệu ứng xù không? Không kể xù. Có hiệu ứng thôi nhưng mà không kể ha. 34. Hoành thân 34. 34 hoành thân. Cũ là 44. Rồi.
ghế nơm. Một trăm hai mươi bốn lấy điểm này là 124 tổng đế ha, 124 tổng đế. Tám mươi được tính một tổng nội là 204 rồi. Mã số 19 giá 4,2 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 19 4,2 triệu. Mã số 20 nghiêng 39 gà nghiêng 39 nè. Hoành thân 28 cứng. Hoành 28. Cũ 37. Cũ 37. Nu già. Cái giá nghiêng. Mã 20 giá 800k bao ship toàn quốc. Mã số 20 800k bao ship toàn quốc. Mã số 21 cao là 33. 33 cũ là 27. Cũ 27 ha. Hoành thân là 19. 18 năm ly. Rồi. Có chừa một cành đổ ra cho cô chú anh chị. Mã số 21 giá 700k bao ship toàn quốc. Rồi, mã 21 700k. Mã số 22 có một cái lỗ hả? Tới vị trí này cao là 82. Cao 82. Hoành thân là 36. Hoành 36. Để đều ha, vừa để đều nè. Để đều. Ghế lớn. Chạy nở. Một, hai, ba cành. Mã số 22 giá 1 triệu gửi bao ship toàn quốc. Rồi, mã 22 1,500,000 đồng bao ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. Mã số 23. Mã số 23. Cao 50. Cao 50. Hoành thân 37. Hoành thân 37. Cái cây này, cái này cái bệ nó cũng rất là nạ. Lùng lực đủ cành 1, cành 2 và cành thông và đỉnh. Mã số 23 giá 1 triệu gửi bao ship toàn quốc. Mã 23 1,500,000 bao ship toàn quốc.
nhờ em Khánh vô quay cây mai xù. Dạ. Nếu mình lấy cái vị trí này á là 200. Rồi, chiều dài giống như cái đường nghiêng vậy ha. 200 nhưng mà mình trừ cái đó 3 tấc là còn 170. Đường kính tán 101. Tán ngang 101. Hoành thân điểm này là 43, kể là 42. Chỗ này có cái nó hơi xam điểm này. Nếu mà lấy cục xù chỗ này là 48. Cây này rất độc lạ, mình nói cho vui đi, giống như cái mỏ Hồng Kông. Mỏ Hồng Kông đây, nguyên cái bệ này dính xù hết, xù cổ già mỏ Hồng Kông, cánh công, đuôi công. Đây là đuôi công ha. Rồi thân. Con công nằm ở trên, mỏ. Con thú nằm dưới. Đuôi thú. Ghế sau. Ghế trước. Em á, tại vì mấy cái điểm này sành nè, em cố tình lấy cái muỗng anh cạo mấy cái này để cho bà con nhận dạng á, mấy cái điểm này á, là nó không có hư. Tại vì khi mình cạo mũ mình tha keo hủy tiếng vô là nó rất đỏ. Nó chỉ một có ghế này là phía đây. Đuôi, ghế sau, ghế trước. Đây, ghế trước đây. Bên đây ghế trước luôn. Ghế trước luôn. Ghế sau, đuôi. Ở trong này á, để con gọi đèn cho bà con nhận dạng kỹ. Lấy cọng dây chì giùm nè. Cái chỗ này nó bị bể. Đây. Nếu lấy từ đây là ra đây nhiêu đây? Ra nhiêu đây? Khoảng 3 phần ha. Nó bể điểm này. Đó. Xử lý hết. Bể điểm này. Ở này xanh hết, mấy ghẻ này xanh hết. Xanh hết. Xanh hết. Ở dưới là con thú, ở trên là con thú, hai con đấu lại. Thật ra cái tác phẩm này cũng rất là quái dị. Mai vàng miền Tây, cây này chưa thấy mặt bông. Nhà dân đấu cái cánh với cái mỏ này vô rất lâu. Cái này là cũng khá giống là con công. Đường kính 66. Đường kính 66. Đường kính 76. Rồi, đường kính mặt bầu ha. 7 lần 3 là 201, lẽ là 202 tổng nồi. Sàn dơ cái tay ngang là chưa hết ha, cả đó à. Mã số 24. Nếu mình lấy điểm này là 150. Cao đi ha. Cao điểm này là 150. 150. Cao 150, ngươi nghiêng là 178. Mã số 24. Giá 18 triệu bao ship 200 km. Mã số 24 giá 18 triệu bao ship 18 triệu bao ship 200 km. Bao ship 200 km cô chú ạ.
Mã số 25, phôi mai vàng miền Tây không thấy mặt bông. Cao là 62. Cao 62. 32. 32. 32 điểm này. Mã số 25 giá 600k bao ship toàn quốc. 25 600k. Bao ship toàn quốc là 600.000. Bao ship toàn quốc. Mã số 26. Cây lụng lực. Cao là 26. Cao 26. Hoành 29. Hoành 29. Giá 400k bao ship toàn quốc. 400k mã số 26. Mã số 27. Cao là 24. Cao 24. 28 hoành thân. 28. Cây này có cũ. 39 điểm này. Rồi, 39. Ghế nôm. Để ghế nôm. Khá đều. Mã số 27. Giá 800k bao ship toàn quốc. Mã số 27 800.000 bao ship toàn quốc. Mã số 28. Cao 80. Cao 80. Ở trên này có cái lỗ là nhỏ xíu nè. Hoành thân 24. Hoành thân 24. Ghế nôm. Cây già. Mã số 28 800k bao ship toàn quốc. Rồi, 28 800.000 bao ship toàn quốc. Mã số 29 cây cuối. Nơi đây là chân cầu Cái Dứa, Tân Hòa, Lê Dung, Đồng Tháp. Số Zalo của em là 0936 763 67 số 1. Cao 82. Cao 82. Hoành 24 cứng. Hoành 24. Mã số 29. Giá 400k bao ship toàn quốc. Mã hết bạn Khánh ơi. Dạ, 400k. Rồi anh có chào bà con nên sao? Cảm ơn Khánh rất nhiều. Cảm ơn bà con cô bác đã xem kênh và ủng hộ, chân thành biết ơn, kính chào. Dạ, cảm ơn Sang. Kênh Bonsai cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem đến cuối clip ha. Cô chú anh chị có nhu cầu thì alo cho anh Sang ha, cô chú anh chị. Dạ, kính chào tạm biệt.